Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bước vào tuần làm việc mới, thời tiết Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt, trời có mây, ban ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Tối và đêm nay trời có mây, mưa rào và dông vẫn có khả năng bất chợt diễn ra ở vài nơi với nhiệt độ từ 29 đến 32 độ, tăng 1 đến 2 độ so với đêm hôm trước và độ ẩm là từ 72 đến 92%. Sang ngày mai, thời tiết khu vực Hà Nội không có nhiều thay đổi, trời có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa với nhiệt độ từ 27 đến 36 độ và độ ẩm trong ngày từ 60 đến 94%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, nên trong vài ba ngày tới, nền nhiệt khu vực Hà Nội có xu hướng tăng. Cảnh báo nắng nóng đến nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra cho đến cuối tuần, với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36 đến 37 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế cảm nhận được có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ, tùy thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa hay mặt kính. Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, người dân nên hạn chế ra ngoài và làm việc trực tiếp dưới ánh nắng, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 11 cho đến 16 giờ hàng ngày. Những người có thể lực không tốt cần đề phòng sốc nhiệt khi di chuyển đột ngột từ khu vực nhiệt độ thấp sang nhiệt độ cao. Nên bổ sung nước uống bằng nhiều cách, tối thiểu là từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Ngoài ra cũng cần vận động phù hợp để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của cơ thể đối với thời tiết nắng nóng. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng với nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Phần cuối bản tin sẽ là dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 6:30 sáng mai.